Đành khăn tang này chưa dứt, lại tiếp tục người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Ông Nguyễn Hồng Ân, 66 tuổi và bà Võ Thị Thủy, 58 tuổi, trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gần như đã ngã quỵ. Trong ngôi nhà nhỏ, hai ông bà chích vành khăn trắng, oa khóc liên tục khi nghe có người hỏi thăm. Những bi kịch cứ liên tục ập xuống gia đình, con gái ông bà vừa qua đời do bạo bệnh. Con trai bị tai nạn cách đây 4 năm, chưa có tiền lắp vỏ não, do lại thêm bệnh u phổi. Những khoản nợ cứ nhiều lên khiến ông bà kiệt quệ về cả vật chất lẫn tinh thần. Tang thương lắm cô chú ơi, 6 người con của ông đều mất vì bệnh. 2 năm gần đây, hai đứa con gái của ông đều lần lượt mắc bệnh rồi ra đi, tiền chạy chữa ông vay khắp nơi. Bây giờ không biết lấy đâu ra để trả, ông Ân vừa khóc vừa chua xót cho hoàn cảnh của mình. Người cùng làng gọi ông Ân là người đàn ông đau khổ, vì dường như mọi nỗi bất hạnh trên đời này đều xảy ra với gia đình ông. 6 người con cứ thế rời bỏ nhân thế, để lại nỗi đau không biết khi nào mới vơi cho ông bà. Con gái Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1983, mất khi vừa lọt lòng mẹ. Con trai Nguyễn Văn Cần, mất lúc thiếu niên 14 tuổi. Con gái Nguyễn Thị Liêm, sinh năm 1989, mất ở tuổi 13. Con trai Nguyễn Văn Chính mất khi chưa đầy 1 tháng tuổi. Đến năm 2019, con gái Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1997, phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Thương con, ông bà chạy chữa khắp nơi, kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhưng Thắm đi khi mới 22 cái xuân xanh. Chưa đầy 2 năm sau, cô con gái nhỏ Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2003, cũng bất ngờ đổ bệnh. Một lần nữa, ông Ân bà Thủy lại đi vay khắp nơi số tiền 100 triệu đồng cho con chữa bệnh. Nhưng cách đây 1 tháng, khi những đồng tiền cuối cùng cạn kiệt, em Ngọc cũng rời bỏ ông bà mà ra đi. Ông trời cướp đi 2 con gái của tôi, không còn nỗi đau nào hơn như thế nữa. Tôi chỉ ước mình có thể chết thay các con. Giờ con mất, tiền tôi vay mượn chẳng biết khi nào trả được. Vợ tôi sức khỏe yếu, tôi không biết làm sao để tiếp tục. Ông Ân tuyệt vọng nói. Giờ ông bà vẫn kiếm tiền để lo cho anh con trai Nguyễn Văn Chuyên, sinh năm 1991, bị chấn thương sọ não cách đây 4 năm. Vỏ não vẫn đang gửi ở bệnh viện. Ông bà chỉ mong có tiền để giúp con thoát khỏi đau đớn của bệnh tật. Sau tai nạn, vỏ não của Chuyên đang được nuôi ở bệnh viện, nhưng nhà nghèo quá chưa xoay nổi tiền cho con lắp não. Mới đây cho con đi khám, bác sĩ lại kết luận con bị u phổi, lao phổi. Nói đến đây, ông bà bật khóc. Khó khăn ập đến vai của đôi vợ chồng già. Bản thân bà Thủy bị bệnh tim, nhiễm trùng máu. Cứ 3 tháng một lần, bà phải lên bệnh viện huyết học. Lần nào cũng tốn dăm 3 triệu. Ở tuổi này rồi tôi cũng chẳng mong gì hơn, nhưng chỉ lo nếu xảy ra chuyện gì thì không ai lo cho thằng Chuyên. Bà Thủy nghẹn ngào nghĩ đến đứa con trai bệnh tật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Giang, ông Trần Quốc Hoàng cho biết, con cái lần lượt qua đời, hai ông bà ốm yếu, hết tuổi lao động. Chỉ mong có phép màu nào đó xảy đến với gia đình của họ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.